Ví như Long Vương khởi đại văn, khắp tuôn mưa màu đều đầy thấm. Quán sát chúng sanh như ảo mộng, do nghiệp lực nên thường lưu chuyển. Đại bi xót thương đều cứu vớt, vì nói vô vi tịnh pháp tánh. Thì đây ví như rầm, nó khởi mây, khởi mưa, sấm sét như hôm cái vụ trước đó. Thì những việc làm đó xét kỹ ra nó cũng như ảo mộng thôi, nó không có thiệt. Tất cả chúng sinh lưu chuyển trong sanh tử này do nghiệp lực nó dẫn, mà nghiệp lực dẫn thì nghiệp lực cũng như là mộng như quyển vậy thôi, cũng như một đám mưa. Mà cái phước cõi này thì thấy nó là hạt châu, phải không? Chỗ kia thì thấy đao binh, chỗ này thì thấy nước lã, phải không? Thì như vậy đó là do nghiệp. Nghiệp thì nó có thiệt ở đâu? Thì giống như là chúng ta mỗi người có con mắt nhìn khác nhau, cùng một cái hoa người nhìn thấy đẹp, người nhìn thấy không đẹp. Cùng một ngọn đèn người nhìn thấy có vạch, có vòng tròn người thấy không thấy, phải không? Thì đó là tùy cái nghiệp riêng của mỗi người. Như vậy thì cái nghiệp là cái không thiệt. Không thiệt hay thiệt? Không thiệt. Mà sợ không sợ? Không thiệt mà nó dẫn đi luân hồi dài dài, phải không? Nó không thiệt mà nó dẫn đi luân hồi dài dài. Tại sao nó có quyền dẫn mình đi? Tại vì mình theo nó, phải không? Mình không chuyển được nó, mình không cắt đứt được nó, cho nên nó dẫn mình đi. Nói thí dụ như vậy thì tụi con thấy, thí dụ như nếu mà cái người tu, mình tu rất là thanh tịnh, thì có ai đó họ lại rủ mình đi làm ăn cái gì đó, nói làm đó mau phát tài, làm đó sẽ được nhiều của, rồi sao ngồi tu nó khỏe này kia. Cái nếu mà nghe rủ vậy, mình khởi cái lòng tham, cái mình đi làm rồi thì lúc đó tu được không? Như vậy thì đó, do khởi lòng tham thành đã tạo cái nghiệp không tốt, nghiệp không tốt cái nó dẫn mình hết tu. Như vậy cho nên cái nghiệp nó không phải là thiệt, mà theo nó thì nó dẫn không cùng. Cũng như vọng tưởng không phải thiệt, mà theo nó thì nó chi phối mình, nó bắt mình tạo cái nghiệp lành, nghiệp dữ đủ thứ hết. Bởi vậy nên biết cái nghiệp nó không có thiệt, mà mình phải chặn đứng, đừng có chạy theo nó. Bởi vậy nên rồi chúng sanh do nghiệp mà lưu chuyển, thì Bồ Tát phải khởi cái lòng đại bi xót thương họ, cứu vớt họ, vì họ mà nói ra cái vô vi tịnh pháp, cái thanh tịnh, pháp tánh vô vi là cái pháp thanh tịnh, tức là các pháp không có thiệt, tự tánh là không, để cho họ hiểu. Phật lực vô lượng, đây cũng vậy, ví như hư không vô lượng biên, vì khiến chúng sanh được giải thoát, ức kiếp siêng tu không mỏi nhọc. Biết cái sức của Phật nó là không có lường, thì mình cũng phải như vậy đó. Nghĩa là Phật có được cái Phật lực rộng lớn vô biên như hư không, thì mình cũng vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh được giải thoát khổ đau, cho nên mình cũng phải làm mãi mãi muôn ức kiếp không có mỏi, không có chán. Quán sát tư duy diệu công đức, khéo tu hạnh đệ nhất vô thượng, nơi các thắng hạnh luôn chẳng bỏ, chiêm niệm sanh thành nhất thiết trí. Nghĩa là mình luôn luôn tư duy quán sát cái công đức nhiệm màu của Phật, để mà khéo tu cái hạnh đệ nhất vô thượng đó, nơi cái thắng hạnh đó luôn luôn mình không rời không bỏ, chuyên niệm tu hành cho nên được thành nhất thế trí.
một thanh thị hiện vô lượng thanh, tất cả thế giới đều đầy khắp, tâm đó thanh tịnh vô phân biệt, một niệm khó nghĩ sức như vậy. Đó. Nghĩa là khi mình được cái tâm thênh thang rồi, thì lúc đó mình tự tại, thị hiện vô lượng thanh trong tất cả thế giới. Để mà làm gì? Cái tâm hiện như vậy, độ chúng sanh như vậy mà luôn luôn nó là thanh tịnh, nó là vô phân biệt. Một niệm khó nghĩ sức như vậy, tức là không có một niệm để mà nghĩ bàn hay là suy tính gì. Nó cái chỗ đó là cái chỗ như vậy, tức là vô phân biệt. Nơi các thế gian chẳng phân biệt, nơi tất cả pháp không vọng tưởng, quán sâu các pháp mà chẳng lấy, hằng cứu chúng sanh không sở độ. Đó, đây là để chỉ cái tâm của Bồ Tát mà chính mình đang học tu theo cái tâm đó đó. Nơi các thế gian chẳng phân biệt, tức là thấy tất cả pháp thế gian mà không có phân biệt hơn thua tốt xấu để mà mình sanh vọng tưởng. Rồi đối tất cả pháp thì không có giới khởi vọng tưởng. Đối các pháp mà tâm vẫn thanh tịnh không vọng tưởng, quán sâu các pháp mà không có, mà chẳng lấy, tức là không lấy không bỏ. Cứu tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh được mình cứu độ. Đó là không có chấp ngã ngã sở. Tất cả thế gian chỉ là tưởng, ở trong các thứ đều sai khác, biết cảnh giới tưởng hiểm và sâu, vì hiện thần thông để độ thoát. Nên nói rằng tất cả thế gian chỉ là tưởng, cái câu này nghe thì thấy như khó hiểu. Tất cả thế gian đều do tưởng mà ra hết trơn. Tại sao do tưởng mà ra? Đó, ở đây nếu mà người có tu thì tụi con sẽ thấy, như ở trong kinh Phật dạy những người quán tu quán tưởng đó, khi tưởng cái cả cái bầu trời màu xanh thì thấy cả bầu trời màu xanh, khi tưởng cả bầu trời là nước thì thấy cả bầu trời là nước, khi tưởng là lửa thì thấy cả là lửa. Thì như vậy tất cả cái tưởng đó nó xanh. Rồi như trong cái pháp tu không do biên xứ, thức cho biên xứ đó cũng là do tưởng, tưởng mà sanh các cõi đó. Thì như vậy còn ở thế gian này do cái tưởng dục mà sanh, thành nó cũng là tưởng thôi, phải không? Như vậy thì tất cả đều do tưởng mà có. Tưởng sanh cõi sắc, ví dụ như cõi trời sắc là tu các cái thiền định, quán tưởng các cõi thiền định. Ví dụ như giờ ta tu về cái pháp tịnh độ thì ta cũng tưởng cõi cực lạc, nghe trong kinh nói là mình tưởng tượng cái cõi đó vậy vậy đó, rồi tưởng Đức Phật Di Đà sẽ đón mình, phải không? Như vậy đó phải tưởng không? Đó đều là tưởng hết. Bởi vậy nên chúng sinh do tưởng mà có, chứ không phải từ đâu, từ tưởng mà có. Bởi vậy nên mới là do tưởng. Rồi ở trong các thứ đều sai khác, bị tưởng khác cho nên có sai khác. Biết cảnh giới tưởng hiểm và sâu, cái cảnh giới tưởng đó nó rất là sâu, rất là hiểm trở, ráng mà dẹp, vì hiện thành thông để độ thoát. Ví như thuật gia sức tự tại, Bồ Tát thành biến cũng như vậy, thân khóc pháp giới và hư không, tùy tâm chúng sanh đều được thấy. Thì Bồ Tát khi được tự tại rồi, giống cũng như là nhà ảo thuật, muốn hiện cái gì thì hiện. Bồ Tát cũng vậy, hiện thân khắp cả pháp giới, cả hư không, rồi tùy tâm chúng sanh thấy thân của mình để cho họ phát tâm Bồ Đề. Năng sở phân biệt lìa cả hai, tạp nhiễm thanh tịnh cũng không sở thủ, hoặc phược nghiệp giải trí đều quên, chỉ nguyện khắp ba vui quần chúng. Đó, cái người phát tâm Bồ Đề này phải bỏ cả năng, cả sở, những phân biệt hai bên nó phải bỏ hết. Những cái tạp nhiễm, nhiễm nhơ, thanh tịnh đều không có chấp.
hoặc là trói buộc bằng cái mê lầm, hoặc là dùng trí mà mở, thì hai cái này cũng đều quên. Hoặc thấy có trói, hoặc thấy có mở, cũng đều không có kẹt, tức là không còn dính hai bên. Mà chỉ có một việc là nguyện khắp chúng sanh, ban cho mọi người được an vui thôi, chứ không có gì khác. Tất cả thế gian chỉ tưởng lực, dùng trí mà vào tâm vô quý, tư duy các pháp cũng như vậy, suy cầu tam thế bất khả đắc. Đây lặp lại lần nữa, tất cả thế gian đều do cái sức tưởng mà ra. Bởi vậy cho nên đừng dùng trí mà vào trong cái tâm vô quý, rồi tư duy cái đó, các pháp cũng giống vậy đó, để mà tìm cái chỗ suy cầu, tức là tìm đến cái chỗ bất khả đắc của ba đời chư Phật. Hay vào quá khứ trọn thời trước, hay vào vị lai trọn thời sau, hay vào hiện tại tất cả chỗ, thường xuyên quán sát không chỗ có. Đó, ba thời, quá khứ, vị lai, hiện tại, mình song sáo trong đó mà thấy nó không thiệt, tam thời bất khả đắc, phải không? Tùy thuận niết bàn pháp tịch diệt, trụ nơi vô tránh vô sở y, tâm như thạch tế không gì sánh, chuyên hướng bồ đề trọn chẳng thối. Tùy thuận niết bàn, đi tới cái chỗ tịch diệt, mình an trụ nơi vô tránh tam muội đó, trong cái chánh định, không tranh hơn tranh thua với ai, và cũng không có cái chỗ nương tựa. Tâm đúng với thực tế không gì sánh được, chuyên hướng bồ đề trọn không có thối chuyển. Bởi vì thường thường cứ nói vô tránh tam muội, mình nghe thì mình không biết, nói là cái định không có tranh cãi. Mà bây giờ cái định khi ngồi thiền rồi thì ai tranh cãi đâu, phải không? Tuy chưa có định mình cũng đâu có tranh cãi, có không? Thành là cái vô tránh này là không còn thấy hai. Mà không còn thấy hai thì chỗ nào mà tranh? Cho nên dầu đi mà đường cũng ở trong cái định vô tránh tam muội, phải không? Nó khen mình không mừng, nó che mình không giận, thì không ở trong vô tránh tam muội là gì? Còn mình bây giờ ngồi thiền, lẽ ra chỗ đó là vô tránh rồi, mà hồi chiều ai nói gì tức á, thì giờ ngồi thiền sao? Có tránh hay là không tránh? Đi ngồi thiền mà lâu lâu mới nhớ câu trả lời, nếu trả lời câu này hay hơn, hồi chiều trả lời câu đó thua, sợ câu đó không đủ nặng, không thì như vậy tránh hay vô tránh? Như vậy thì ngồi thiền coi như là không có yên lặng đó, không có tranh cãi, mà rốt cuộc là tranh cãi. Còn nếu mình không thấy có hai thì ở đâu cũng là vô tránh tam muội hết. Tôi những thắng hạnh không thối khiết, an trụ bồ đề chẳng động lai, Phật và Bồ Tát cùng thế gian, cùng tận pháp giới đều sáng tỏ. Mình tu những cái thắng hạnh của Bồ Tát, của chư Phật, không có thối chuyển, không có khiếp nhược. Rồi mình an trụ trong cái tâm bồ đề, không có lay động. Đối với Phật và Bồ Tát, mình hiện cùng khắp thế gian, làm cho tất cả pháp giới đều được sáng tỏ hết. Muốn được tối thắng đạo đệ nhất, là vua giải thoát nhất thiết trí, nên phải mau phát tâm bồ đề tâm, hết hẳn hữu lậu lợi quần sanh. Nếu người nào muốn được cái đạo tối thắng đệ nhất là vua giải thoát nhất thiết trí đó, thì người đó nên mau phát cái tâm bồ đề, hết hẳn những cái hữu lậu mà để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Xu hướng bồ đề tâm thanh tịnh, công đức rộng lớn bất khả thuyết, vì lợi quần sanh nên khen thuật, Phật tử các ngài nên nghe kỹ. Bởi vì ở đây muốn cho mọi người hướng về tâm bồ đề thanh tịnh, vì đó là cái công đức đức lớn lao vô kể, lợi ích cho chúng sanh không thể nào mà khen hết được. Vì vậy mà buộc lòng tôi phải nói cho các ngài nghe.
vô lượng thế giới đều là bụi. Đây kể trong một hạt bụi vô lượng cõi, mỗi cõi chư Phật đều vô lượng, đều hay thấy rõ không sở thủ. Đó, nghĩa là khi mà tâm Bồ Đề viên mãn rồi thì được thấy tất cả cái cõi nước nhiều như số bụi, và mỗi số bụi đó người cõi chư Phật không có thể nào hết, nghĩa là giống như là bụi mình thấy vậy mà không có chấp. Khéo biết chúng sanh không sanh trưởng, khéo biết ngữ ngôn không ngữ tưởng, không sanh tưởng, khéo biết ngữ ngôn không ngữ tưởng, nơi các thế giới tâm vô ngại, đều khéo biết rõ không sở trước. Đó là khi đó mình biết tất cả chúng sinh mà không có tưởng chúng sinh, mình biết tất cả ngôn ngữ mà không có tưởng ngôn ngữ. Sao vậy? Bởi vì biết tất cả chúng sinh không thiệt, cho nên biết mà không khởi tưởng. Biết tất cả ngôn ngữ cũng là cái hư dối, cho nên không khởi tưởng. Do không có tưởng cho nên nơi các thế giới tâm mình không ngại, biết hết mà không có chấp trước. Tâm đó rộng lớn như hư không, việc trong tam thế đều rõ suốt, tất cả nghi hoặc đều dứt trừ, chánh quán Phật pháp không sở thủ. Cái tâm người mà không còn có cái tưởng chúng sinh, tưởng ngữ ngôn đều không quái ngại, không có chấp trước, thì tâm đó rộng lớn như hư không, ở trong ba đời đều thấu suốt hết, tất cả đều dứt được cái nghi hoặc, và không có đối trong Phật pháp cũng không có chấp trước. Mười phương vô lượng các quốc độ, một niệm qua đến lòng vô trước, liễu đạt thế gian những pháp khổ, đều trụ vô sanh chân thật tế. Nghĩa là mình đối với mười phương các cõi nước trong một niệm được qua đến được mà lòng mình không có chấp trước, hiểu tất cả thế gian là khổ mà đều trụ trong vô sanh, ở trong cái chỗ chân thật. Vô lượng nan tư chỗ chư Phật đều đến hội đó để lễ Phật, thường làm thượng thủ hỏi Như Lai, Bồ Tát thực hành những nguyện hạnh. Đó, ở đây nói rằng nghĩa là chỗ chư Phật có nhiều không thể lượng, không thể nghĩ, mà mình đều tới đó lễ hết chư Phật, mình đều làm những người thượng thủ mà hỏi Phật, rồi những cái chỗ thực hành đó Bồ Tát mình đều làm được những cái nguyện hạnh đó. Tâm thường nhớ đến Phật mười phương mà không sở y không sở thủ, hằng khuyên chúng sanh trồng thiện căn, trang nghiêm quốc độ khiến thanh tịnh. Tâm thường nhớ mười phương chư Phật mà mình không có cái chỗ lương, không có chỗ chấp, khuyên người ta gieo trồng các căn lành để trang nghiêm cõi nước thanh tịnh sau này. Tất cả chúng sanh trong ba cõi dùng vô ngại nhãn đều quán sát, bao nhiêu tập tánh những căn giải vô lượng vô biên đều thấy rõ. Đối với chúng sanh trong ba cõi trong tam giới này, dùng cái thiên nhãn vô ngại mà quán sát, rồi bao nhiêu cái tập tánh và cái căn giải của họ nó vô lượng vô biên mình đều biết hết. Chúng sanh sở thuyết đều rõ biết, như vậy tùy nghi vì thuyết pháp, nơi những nhiễm tịnh đều thông đạt, khiến kia tu tập vào nơi đạo. Do mình biết cái sở thuyết của chúng sinh, nói pháp đúng bệnh cho họ, cho nên rồi đối với cái pháp nhiễm pháp tịnh mình thấu suốt, dạy cho họ tu tập tiến vào đạo. Vô lượng vô số những tam muội Bồ Tát một niệm đều vào được, trong đó tưởng trí và sở duyên đều khéo rõ biết được tự tại. Đó, nói rằng trong vô lượng vô số cái tam muội một niệm mình được ở trong đó hết, rồi tưởng trí và sở duyên đều khéo rõ biết được tự tại. Tại sao một niệm mà vào tất cả tam muội? Nếu trong một niệm mà thanh tịnh thì tất cả tam muội có sẵn trong đó không?
thì có sẵn trong đó hết. Cho nên một niệm thanh tịnh thì tất cả tam muội đều hiện. Bồ Tát được trí rộng lớn này, mau đến Bồ Đề không sợ ngại, vì muốn lợi ích các quần sanh, mọi nơi tuyên dương đại nhân pháp. Đó là Bồ Tát sau khi được cái trí tự tại này rồi, được cái hiểu biết rộng lớn tự tại này rồi, thì liền có cái trí rộng lớn, rồi chống được Bồ Đề, rồi vì lợi ích chúng sanh làm mọi việc cho họ được lợi ích, như là nói những pháp đại nhân. Đại nhân tức là nói cái pháp Bồ Tát cho nghe. Khéo biết thế gian kiếp dài ngắn, một tháng nửa tháng và ngày đêm, quốc độ riêng biệt tánh bình đẳng, thường xuyên quán sát chẳng phóng dật. Tức là tất cả thế gian về thời gian mình đều biết rõ, nhưng mà biết rõ tánh thời gian là bình đẳng không thật, thường quán sát như vậy, cho nên không có buông lung. Đến khắp mười phương các thế giới mà nơi phương xứ không sở thủ, nghiêm tịnh quốc độ đều không thừa, mà chẳng phân biệt là nghiêm tịnh. Đối với mười phương ở đâu mình cũng có đến được hết, nhưng mà mình không chấp chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Rồi tất cả cõi nước mình đều trang nghiêm thanh tịnh không có sót, mà vẫn không thấy có cái trang nghiêm. Chúng sanh thị xứ hoặc phi xứ, và đến những nghiệp hoặc báo khác, tùy thuận tư duy vào Phật lực, nơi đây tất cả đều rõ biết. Chúng sanh thị xứ phi xứ là sao? Thị là chỗ phải, phi là chỗ quấy. Đó, chúng sanh ở chỗ phải, ở chỗ quấy, hoặc chỗ tốt, hoặc chỗ xấu, tất cả cái đó là do nghiệp báo nó có sai khác thôi. Vì vậy cho nên chúng ta tùy thuận theo cái tư duy của mình vào cái sức của Phật để mà biết rõ hết tất cả căn tánh của chúng sinh. Tất cả thế gian những căn tánh, những thứ nghiệp hạnh vào ba cõi, lợi căn và trung cùng hạ căn, tất cả như vậy đều quán sát. Đó, ở đây là quán sát cả thế gian, căn tánh thế gian, những cái thứ hạnh nghiệp ở trong ba cõi, nào là hạng trung căn, thượng căn, hạ căn, mình biết hết. Tịnh cùng bất tịnh những tri giải, thắng liệt và trung đều thấy rõ, công hạnh chỗ đến của chúng sinh, ba cõi tương tục đều thuyết được. Bởi vì mình biết căn tánh chúng sinh nhơ hay là tịnh, hiểu biết hơn hay là kém, mình thấy rõ hết. Cho nên rồi ở trong ba cõi mình đều thuyết pháp không có chướng ngại. Thiền định giải thoát các tam muội, nhiễm tịnh nhân khởi đều chẳng đồng, và cùng đời trước khổ vui khác, tịnh tu Phật lực đều hay thấy. Bây giờ mình biết được do cái thiền định tam muội của mình, nên những cái nhiễm, những cái tịnh đều do cái nguyên nhân mà khởi ra, nó không có đồng nhau. Và mình biết những cái đời trước hoặc là khổ hoặc là vui, do mình tu được cái Phật lực mà mình thấy như vậy. Chúng sanh nghiệp hoạt nối các loài, giúp các loài này được tịch diệt, những pháp hữu lậu trọn chẳng sanh, và tập chủng kia đều rõ biết. Tất cả chúng sinh mà sanh ra trên thế gian này đều do cái nghiệp hoạt mà nó dẫn nối tiếp luôn luôn. Nếu mà giúp được á, các cái nghiệp hoạt để dẫn sinh thì lúc đó là được tịch diệt, là được niết bàn. Bởi vậy nên những pháp hữu lậu mà mình thấu rõ được thì nó là tịch diệt, là vô sanh. Vì vậy cho nên mình tập những cái chủng kia, tức là biết rõ những cái chủng tánh kia, không có sai khác, không có chỗ nào mà sai sót. Như Lai phiền não đều trừ hết, đại trí quang minh chiếu thế gian, Bồ Tát ở trong Phật thập lực, dầu chưa chứng được cũng không nghi. Bây giờ Bồ Tát đối với Phật là đấng đã trừ hết các cái phiền não, là cái trí tuệ sáng chiếu cả thế gian,
nào là những thập lực vân vân tứ vô sở quý, Bồ Tát không có nghi ngờ cái chỗ được của Phật. Bồ Tát ở trong một chân long niệm khắp mười phương vô lượng cõi, hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, các thứ nghiệp hạnh đều rõ biết. Nên là chỉ một nơi chân long mà biết vô số cõi, rồi nhiễm rồi tịnh gì cũng biết hết, mọi hành nghiệp chúng sanh đều biết hết. Trong một vi trần vô lượng cõi, vô lượng chư Phật và Phật tử, các cõi riêng khác không tạp loạn, như một tất cả đều thấy rõ. Thì ở đây nói cái số lượng nhiều như vi trần, chư Phật và Phật tử ở trong các cõi đó có bao nhiêu hạnh nghiệp khác, nó có tạp loạn hay không tạp loạn mình đều thấy rõ hết. Nơi một chân long thấy mười phương hết hư không giới các thế gian, chẳng có một nơi không có Phật, cõi Phật như vậy đều thanh tịnh. Như vậy thì ở trong một lỗ chân long mà thấy hết cái thế giới nhiều khắp hư không, biết thế giới nào cũng có Phật hết. Như vậy thì nơi nào cõi nào cũng có Phật thanh tịnh. Như vậy hiện giờ cõi mình có Phật ra đời không? Có không? Có không? Sao không dám nói? Có ở đâu? Có chúng sinh thì có Phật ở trong đó rồi, phải không? Chúng sinh ra đời có Phật ra đời, nhưng mà tại vì khi ra đời lo cái làm theo hạnh nghiệp chúng sinh rồi ông Phật cũng không hiện, phải không? Nếu ra đời mà làm hạnh nghiệp của Phật thì hiện là Phật rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta tin rằng tất cả phải nước có chúng sinh là có Phật, phải không? Mà chỉ có cái khác nhau là làm hạnh nghiệp chúng sinh hay làm hạnh nghiệp của Phật thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta nên làm hạnh nghiệp của ai? Nếu làm hạnh nghiệp Phật thì đây Phật ra đời nhiều lắm, phải không? Còn nếu làm hạnh nghiệp chúng sinh thì Phật không có ở đây. Ở trong chân long thấy cõi Phật, lại thấy tất cả các chúng sinh tam thế sáu loài đều chẳng đồng, ngày đêm giờ tháng có phược giải. Ở trong một niệm thấy tất cả lỗ chân long thấy cả cõi Phật, rồi thấy tất cả chúng sinh, rồi ba đời hay là sáu loài lục đạo đều thấy hết, ngày tháng đêm gì mình biết hết mà không có trói buộc, cũng không có cởi mở. Đại trí như vậy, các Bồ Tát chuyên tâm xu hướng ngôi Pháp Vương, nơi cảnh Phật trụ thuận tư duy mà được vô biên đại khoan hỷ. Những người đại trí như vậy đó là những vị Bồ Tát đương xu hướng về ngôi Phật, cho nên ở cảnh giới Phật thuận theo đó mà suy nghĩ, thuận theo đó suy nghĩ cho nên được vô biên đại quan hỷ, tức là vui mừng vô biên. Thực ra ở đây nếu mà nói thật thì chúng ta sống vui vẻ hay là buồn nản là từ đâu mà ra? Nếu buồn nản là chúng ta thấy chúng sinh xung quanh mình dễ ghét quá, phải không? Người này xấu, người kia xấu, người này hung dữ, người kia gì gì, mình nhìn hồi cái mình ghét quá, cái mình chán ngán. Còn nếu mà mình thấy chúng sinh đáng thương, hãy ráng mà độ họ. Người này bệnh này, người kia tật kia, họ đương khổ đau, tội nghiệp quá, ráng độ họ. Thì như vậy mình chán hay là mình cố gắng? Thì như vậy đổi quan niệm mà thành Bồ Tát, phải không? Không khéo thì thành Thanh Văn, còn không kéo nữa thì thành là chúng sinh chấp ngã lớn. thì trong ba cái đó, cho nên là khi mà mình nghĩ tới tất cả chúng sinh đương khổ, mình ráng độ họ, thì làm cho một chúng sinh bớt khổ là vui hay là buồn? Và đang lo độ họ thì lúc đó vui hay buồn? Vui trong có buồn, phải không? Bồ Tát phân tâm vô lượng ức, cúng dường tất cả chư Như Lai, thành thông biến hiện thắng vô tỷ,
chỗ Phật sở hành đều trụ được. Đó, đây là nói cái phân thân của Bồ Tát nhiều lắm để cúng dường chư Phật, rồi thành thông biểu hiện không có gì so sánh được. Chỗ Phật hành đều Bồ Tát đều trụ được, với vô lượng Phật đều mến khen, bao nhiêu pháp tạng đều sai nếm. Thấy Phật nghe pháp siêng tu hành, như uống cam lồ lòng vui đẹp. Nói rằng Bồ Tát sơ phát tâm này đối với vô lượng Phật đều khen đều mến, rồi đối với pháp của Phật thì nếm sai như mấy người uống rượu vậy đó. Phải không? Ghiền, sai ghiền. Tụi con có ghiền không? Nghĩa là thấy sai như là người ghiền rượu vậy đó. Thấy Phật nghe pháp siêng tu hành, như uống cam lồ lòng vui đẹp. Mỗi lần nghe pháp như là uống được nước cam lồ vui thích. Đã được Như Lai thắng tam muội, khéo vào các pháp trí tăng trưởng, tính tâm bất động như tu di, làm tạng công đức cho quần sinh. Nếu mà khi nào mình được cái tam muội của Phật rồi thì lúc đó mình sẽ làm cho cái trí tuệ tăng trưởng, tính tâm không động, rồi làm cái kho công đức cho quần sinh. Từ tâm rộng lớn khắp chúng sanh, đều nguyện mau thành nhất thiết trí, mà luôn vô trước không sở y, lìa các phiền não được tự tại. Nó lòng từ bi rộng lớn khắp chúng sinh, đều nguyện cho họ hay là nguyện cho mình được mau thành nhất thiết trí. Để làm gì? Để luôn luôn không có chấp trước, không có mắc kẹt, lìa hết phiền não được tự tại. Trí rộng lớn thương xót chúng sanh, nhiếp khắp tất cả đồng với mình, biết không vô tướng không chân thật, mà lòng tu hành không lười trễ. Mấy cái này là mấy cái rất là khó. Nghĩa là mình có cái trí rộng lớn đó, rồi lại có cái lòng từ bi thương chúng sinh, nhiếp họ, nhiếp phục họ, để cho họ đồng tu với mình. Rồi mình biết rõ các pháp là không, là vô tướng, là không có chân thật. Tuy biết vậy mà luôn luôn tu hành không có lười trễ, chứ không nói các pháp không, các vô tướng rồi cái mình làm biến tu, không có vậy. Bồ Tát phát tâm lượng công đức, ức kiếp ca ngợi không hết được, vì xuất sanh các đức Như Lai và quả thanh văn và quả độc giác. Nè, ở đây nói rằng cái phát tâm Bồ Tát nó công đức không thể lường, ca ngợi dầu cho ức kiếp cũng không hết. Tại sao vậy? Vì do cái phát tâm đó mà được thành Phật hoặc được chứng quả thanh văn, quả độc giác. Mười phương quốc độ các chúng sanh ban cho an vui vô lượng kiếp, khuyên trì ngũ giới và thập thiện, tứ thiền tứ tâm các định xứ, lại trọn nhiều kiếp ban an vui, dứt khiến dứt phiền não thành La Hán. Những phước đức đó giàu vô lượng, nhưng chẳng bằng công đức phát tâm. Tức là đây so sánh như cái thí dụ của cái phẩm trước đó, so sánh thì dầu cho mình cúng dường vô số chúng sinh, rồi dạy họ giữ năm giới, rồi cúng dường vô số chúng sinh, dạy họ tu tứ thiền vân vân, cho thấy chứng quả A La Hán, cũng không bằng cái công đức của Bồ Tát phát tâm, phát Bồ Đề tâm. Toán số thí dụ không bằng được, một niệm qua được trần số cõi, như vậy đi mãi vô lượng kiếp, số những cõi đó còn tính được, công đức phát tâm chẳng thể biết. Đó. Ví dụ như là nó là một niệm mà qua tất cả cõi nước, như vậy đi hoài vô lượng kiếp, gom cõi nước đó lại không biết là bao nhiêu. Vậy mà so với cái công đức phát tâm mình còn nhiều hơn cái đó nữa. Quá khứ vị lai và hiện tại, bao nhiêu kiếp số vô lượng biên, những kiếp số này còn biết được, công đức phát tâm chẳng thể lường. Nghĩa là nhiều kiếp số vô lượng vô biên, nhưng mà cái đó còn có thể biết, cái công đức phát tâm Bồ Đề này không có lường nổi. Do tâm Bồ Đề khắp mười phương, bao nhiêu phân biệt đều biết cả,
một niệm tam thế đều thấu tỏ vì lợi ích vô lượng chúng sanh. Nghĩa là tâm bồ đề này nó khắp cả mười phương, nó làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích không có giới hạn. Thập phương thế giới những chúng sanh ý muốn tri giải và phương tiện đến hư không giới đều lường được, công đức phát tâm khó lường biết. Đây là so sánh các cái công đức, các cái sự rộng lớn. Dầu cho mười phương thế giới chúng sanh không biết là bao nhiêu, mọi tri giải họ cũng không biết bao nhiêu, cho tới hư không người ta không thể lường được, vậy mà cũng còn thua công đức của Pháp Tâm Bồ Đề. Bồ Tát chí nguyện khắp mười phương, từ tâm lợi khắp các quần sanh, đều khiến tu hành Phật công đức, thế nên sức đó khó ngần né. Bởi vì nói cái chí nguyện Bồ Tát là tu để làm lợi ích cho chúng sanh cả mười phương, đều khiến cho mọi người được thành Phật, vì vậy mà công đức của Bồ Tát không có ngần né. Chúng sanh muốn hiểu lòng sở thích, căn tánh phương tiện hạnh riêng biệt, nơi trong một niệm đều rõ biết, nhất thiết trí tri tâm đồng đẳng. Nói mọi cái sự hiểu biết, mọi cái sở thích, mọi cái phương tiện của hành nghiệp của chúng sanh trong một niệm biết hết, không có sai sót, bởi vì được cái nhất thiết trí tri nó bình đẳng. Tất cả chúng sanh các hoạt nghiệp ba cõi tương tục không tạm dứt, những ngàn mé này còn biết được, công đức phát tâm khó nghĩ bàn. Nói rằng chúng sinh do hoạt nghiệp mà dẫn đi sinh tử trong ba cõi không có dừng, thì cái đó không biết bao nhiêu, vậy mà còn có thể biết được. Chứ còn công đức phát tâm bồ đề này không nghĩ bàn được. Phát tâm hay lìa nghiệp phiền não, cúng dường tất cả chư Như Lai, nghiệp hoặc đã lìa tương tục dứt, khắp trong ba đời được giải thoát. Người phát tâm bồ đề lìa được nghiệp, được phiền não, cúng dường chư Phật, nghiệp hoặc đã lìa không còn tiếp nối nữa, thì khắp trong ba cõi mình được tự tại, được giải thoát. Một niệm cúng dường vô biên Phật, cũng có vô số các chúng sanh đều dùng hương hoa và tràng đẹp, tràng phan lộng báo y phục tốt, thức ngon và báo chỗ kinh hành, các cung điện đều nghiêm, các thứ cung điện đều nghiêm tốt, tỳ lô giá na diệu vũ châu, như ý mani phát sáng chói. Như vậy niệm niệm đem cúng dường, cộng vô lượng kiếp bất khả thuyết, người đó phước tụ giàu lại nhiều, chẳng bằng phát tâm công đức lớn. Đó. À, đây nói cái phước đức cúng dường vô biên vô số chư Phật, nào là tràng phan, nào là bảo cái, nào là cung điện, nào là ngọc báo, vân vân, cúng dường chư Phật không thể lường, vậy mà cũng không bằng công đức của người phát tâm bồ đề. Đã nói bao nhiêu những ví dụ không có bằng được bồ đề tâm, bởi vì tam thế chư Như Lai đều từ phát tâm này mà có. Đây ngài mới kết thúc. Dù tôi nói bao nhiêu cái thí dụ đó cũng không ví dụ được cái tâm bồ đề. Tại sao? Vì chư Phật từ phát tâm bồ đề này mà được thành Phật. Phát tâm vô ngại không chừng ngần, muốn cầu vô lượng đó, muốn cầu lượng đó không thể được, nhất thiết trí trí nguyện tất thành, bao nhiêu chúng sanh đều độ trọn. Bởi vì cái người phát tâm vô ngại không có ngần mé, mà đã vô ngại không ngần mé thì làm sao mà lường được. Bởi vậy cho nên được cái nhất thiết trí trí nó đã thành tựu rồi, thì độ tất cả chúng sanh không có sót. Phát tâm rộng lớn đồng hư không, sanh những công đức đồng pháp giới, công hạnh phổ biến không khác như, trọn lìa chấp kiếp bình đẳng Phật. Mấy cái chữ này là chữ quan trọng. Mình phát tâm đó nó rộng lớn như hư không, sanh những công đức cũng không rộng lớn đầy cả pháp giới. Như vậy thì mọi công hạnh nó khắp hết, phổ biến tức là nó khắp hết, không khác, nhưng mà nó đều từ cái như mà ra. Rồi lìa mọi chấp trước bình đẳng đều từ cái Phật mà ra,
Như vậy thì tóm lại, mọi công hạnh từ cái như, mọi cái dứt chấp trước, giác ngộ sau liền chấp trước là Phật. Như vậy thì Phật và như, là như là chỉ cho cái thể tánh như như, mình chỉ có hai cái gốc là thể tánh như như và cái giác ngộ chân thật. Giác ngộ là Phật, thể tánh như như là như. Tất cả pháp môn đều vào cả, tất cả mức độ đều qua được, tất cả trí cảnh đều thông đạt, tất cả công đức đều thành tựu. Thì được như vậy thì tất cả cái này đều thông suốt hết. Tất cả năng xả luôn tương tục, tịnh các giới phẩm không sở trước, đầy đủ vô lượng công đức lớn, thường xuyên tinh tấn bất thối chuyển. Bởi vì mình hay xả, mình luôn luôn tiến tới chứ không có dính mắc. Bởi vì cái chữ xả với chữ tiến này đó, nó có cái liên hệ nhau. Mình tu bây giờ mình tiến mà không chịu xả, cho nên tiến một lát nó rút lùi lại. Tại sao vậy? Thí dụ như có người họ phát tâm lo cho chúng, làm việc cho chúng, nghĩa là làm việc cho chúng, nhưng mà khi làm việc cho chúng cái làm cái nhớ, à bữa nay tôi làm giúp cho bên này, mai làm giúp bên kia, mình giúp nhiều nhiều rồi cái bữa nào muốn bệnh hay sao, thôi làm cho thiên hạ, giờ mình bệnh mình chịu, không thèm làm nữa, thấy không? Ví dụ vậy thì mình tiến thì tiến mà mình còn nhớ, mình giữ thì mình không có xả, thì tiến tới đâu cái lúc nào cũng rút lùi lại. Cho nên làm tất cả mà xả tất cả thì tiến mới tới cuối cùng được. Mấy cái này thật là một cái lý tưởng của Bồ Tát là mình phải làm tất cả mà đừng thấy đủ, đừng thấy công, đừng thấy làm như vậy là đủ rồi, đừng thấy làm vậy là công của mình lớn, thì mình làm tất cả không có chướng. Vào thăm thiền định thường tư duy, phải câu đó không? Trí huệ rộng lớn đồng tương ưng, đây là bậc Bồ Tát tối thắng, xuất sanh tất cả đạo phổ hiền. Đó, nói rằng mình được như vậy thì sẽ được vào thiền định, rồi được trí huệ rộng lớn, được những hạnh rộng lớn của Bồ Tát, đó là do sản xuất ra cái đạo phổ hiền. Tam thế tất cả chư Như Lai đều hộ niệm hàng sơ pháp tâm, đều dùng tam muội Đà La Ni thần thông biến hóa đồng trang nghiêm, mười phương chúng sanh vô biên lượng, thế giới hư không cũng như vậy, phát tâm vô lượng hơn số kia, do đây hay sanh tất cả Phật. Nếu mình phát tâm được như vậy thì chư Phật ở mười phương đều là tổng trì, đều hộ niệm cho mình, dùng thần thông để mà giáo hóa mình. Như vậy thì dầu cho chúng sinh vô lượng vô biên, ở mười phương vô lượng vô biên, hoặc là cái thế giới không cùng không tận, mà người phát tâm này đối với số lượng kia còn hơn nữa, do đây hay sẵn tất cả Phật, vì phát tâm đó mới thành Phật. Bồ đề tâm là gốc thập lực, cũng là gốc tứ viện vô quý, và 18 Phật pháp bất cộng, tất cả đều từ phát tâm được. Phật có thập lực nè, tứ sư vô sở quý nè, thập pháp bất cộng nè, tứ viện tài này vân vân, đều từ cái sơ pháp tâm này mà được hết những cái của Phật được đó. Chư Phật thân sắc tướng đoan nghiêm, nhẫn đến diệu pháp thanh bình đẳng, trí huệ vô trước đáng cúng dường, đều do pháp tâm mà được có. Được cái thanh trang nghiêm của Phật, được cái pháp vi diệu bình đẳng của Phật, được cái trí tuệ không có chấp trước, thì tất cả được đó đều do pháp tâm mà được. Tất cả độc giác thanh văn thừa, sắc giới tứ thiền tam muội lạc, và vô sắc giới tứ định xứ, đều do phát tâm làm khởi gốc, cho tới quả độc giác, quả thanh văn, hoặc được tứ thiền, tứ sắc giới, tứ không giới, cũng đều do phát tâm mà được. Tất cả trời người tự tại vui, dẫn đến các loài các thứ vui, tinh tấn định huệ căn lực thải, tất cả đều do sơ phát tâm. Nếu mình làm cho được cõi trời vui, cõi người vui,
cho tất cả chúng sinh đều được an vui, đó là do mình cho tới, như là tu ngũ căn ngũ lực, tinh tấn, thiền định, trí huệ, vân vân, đó thì cũng đều do sơ phát tâm mà ra. Từ nhân phát khởi tâm rộng lớn, thời hay tu hành lục độ hạnh, khuyên các chúng sanh tu chánh hạnh, ở trong tam giới thọ an vui. À, nghĩa là mình phát tâm rộng lớn rồi, mình tu lục độ vạn hạnh, đó để làm chi? Để mà khuyên các chúng sanh họ tu cái hạnh chân chính, ở trong tam giới khổ đau này mà họ được an lành tự tại, trụ Phật trí vô ngại thiệt nghĩa, bao nhiêu diệu hạnh đều khai mở, hay khiến vô lượng các chúng sanh đều dứt hoặc nghiệp hướng niết bàn. Đó. Nghĩa là do cái pháp tâm mình mà mình trụ được cái trí tuệ vô ngại của Phật, đúng cái nghĩa chân thật, rồi đem bao nhiêu cái diệu hạnh mà mở bài cho chúng sinh, khiến cho vô lượng chúng sinh đều được an vui, dứt hết nghiệp, được niết bàn. Trí huệ sáng chói như tịnh nhật, các hạnh đầy đủ như trăng tròn, công đức luôn đầy như biển cả, không nhơ không ngại đồng hư không. Đó, chính vì cái phát tâm rộng lớn đó cho nên đạt được kết quả cũng rộng lớn, trí tuệ như là mặt trời trong, các hạnh như là trăng tròn, công đức như là biển cả, không nhơ không sạch như là hư không. Khắp pháp vô biên nguyện công đức đều ban vui tất cả chúng sinh, tặng phở vị lai y nguyện hạnh thường xuyên tu tập, tu tập độ chúng sinh. Nghĩa là mình tu phát tâm vô biên, cái nguyện công đức của mình là ban vui tất cả chúng sinh tột đời vị lai, y theo cái nguyện hạnh đó mà thường xuyên năng tu hành độ chúng sinh không có chán. Vô lượng đại nguyện khó nghĩ bàn, nguyện khiến chúng sanh đều thanh tịnh, không vô tướng vô nguyện vô y, do vì nguyện lực đều hiểu rõ, hiển rõ. Như vậy thì do cái đại nguyện của mình mà mình khiến cho chúng sanh đều được thanh tịnh, họ thấu suốt được các pháp là không, là vô tướng, là vô nguyện, là vô y, đó là do nguyện lực của mình hiển cho họ thấy. Rõ pháp tự tánh như không, tất cả tịch diệt đều bình đẳng, pháp môn vô số bất khả thuyết, vì chúng sanh nói không sở trước. À, nghĩa là biết các pháp tự tánh nó là như hư không, nó tịch diệt, mà tịch diệt nên bình đẳng, thì pháp môn của Phật rất nhiều vô số, nói không hết, mà mình luôn luôn vì chúng sanh mà nói mà không có chấp trước. Thập phương thế giới chư Như Lai đều đồng tán thán sơ phát tâm, tâm này vô lượng đức trang nghiêm, đến được bờ kia đồng với Phật. À, nghĩa là mười phương chư Phật đều khen ngợi người sơ phát tâm này. Tại sao khen ngợi? Vì người sơ phát tâm này rồi sẽ trang nghiêm vô lượng công đức, rồi sẽ đồng với Phật. Như số chúng sanh ngần ấy kiếp, nói công đức đó chẳng thể hết, bởi ở nhà lớn của Như Lai, các pháp thế gian không dụ được. À, cái người phát tâm này nó rộng, công đức rộng lớn không có thể nào kể hết được. Tại sao? Vì người đó sẽ vào nhà của chư Phật, mà nhà chư Phật thì rộng lớn thênh thang, cho nên không thể đem cái việc thế gian mà dụ được. Muốn biết tất cả các Phật pháp, phải nên mau phát Bồ Đề tâm, tâm này hơn hết trong công đức, tất được Như Lai vô ngại trí. Chúng sanh tâm hành đếm biết được, quốc độ vi trần cũng đếm được, ngàn mé hư không có thể lường, phát tâm công đức không lường được. Đó, bảo rằng tất cả chúng ta nên muốn biết tất cả chư Phật thì phải mau phát cái tâm Bồ Đề này. Trong tâm này có chứa đựng tất cả công đức của chư Phật. Đó. Bởi vậy cho nên chúng sinh tâm hành của họ nó vô biên vô lượng mà mình có thể biết được, cõi nước như số vi trần có thể đếm được, hư không không thể lường mà cũng có thể lường được, chứ công đức của người phát tâm này không thể ai biết ai lường được hết. Xuất sanh tam thế tất cả Phật, thành tựu thế gian tất cả vui, tăng trưởng tất cả thắng công đức,
dứt hẳn tất cả các nghi hoặc, khai thị tất cả diệu cảnh giới, trừ hết tất cả các chướng ngại, thành tựu tất cả cõi thanh tịnh, xuất sanh tất cả trí Như Lai, muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạng, muốn diệt chúng sanh tất cả khổ, phải nên mau phát Bồ Đề Tâm. Thì như vậy tất cả cái này bảo chúng ta, nếu mà muốn hết, muốn được cái gì? Muốn biết được tâm thế gian, muốn tăng trưởng tất cả công đức, muốn dứt hết tất cả nghi hoặc, muốn khai thị cảnh giới nhiệm màu, muốn trừ hết chướng ngại, muốn được cõi giới thanh tịnh, muốn được trí của Phật, muốn thấy mười phương chư Phật, muốn ban cho chúng sanh vô tận tạng công đức, thì muốn diệt hết những khổ chúng sinh, thì chỉ có phát Bồ Đề Tâm. Phải mau mau phát Bồ Đề Tâm, phải không? Như vậy thì đây nói cái công đức của người phát tâm Bồ Đề. Mà công đức đó không có cái gì thí dụ so sánh cho bằng hết. Tại sao lớn lao quá vậy? Mới phát tâm mà được to vậy? Thì ở chỗ này nói cho tất cả hiểu. Bởi vì trong cái tinh thần ở đây là nói sơ phát tâm đồng chánh giác, tức là người mới phát tâm đồng với Phật. Tại sao mới phát tâm mà đồng với Phật? Phật khác, người mới phát tâm khác. Mới phát tâm là mới tu, Phật là tu xong rồi. Nhưng mà đây là đứng về cái lý thể tánh mà nói. Cái thể tánh giác của mình, thể tánh giác của Phật khác không? Cho nên khi phát tâm là mình nhận được cái thể tánh giác của mình, y theo thể tánh giác thênh thang đó mà phát tâm, thì cái quả nó được cái giác như chư Phật, thênh thang như chư Phật. Mà như vậy thì cái giác của mình và giác của Phật thể nguyên đồng, cho nên nhận được cái thể đó mà phát tâm thì đồng với chư Phật. Bởi vậy cho nên nói công đức của người phát tâm này giống như công đức của Phật, phải không? Công đức của Phật vô kể thì công đức của người phát tâm cũng vô kể. Như vậy thì trong cái phẩm pháp Bồ Đề Tâm này kiểm lại cho mình, phát tâm có giống giống vậy không? Giống vậy không? Tự con tu là phát tâm gì? Tâm Bồ Đề chứ gì, phải không? Mà tâm Bồ Đề của mình Bồ Đề con, phải không? Chứ không phải đồ Bồ Đề Chúa. Cho nên nó có chút xíu à, tuy cũng giác mà giác chút xíu thôi. Đổi chúng sanh mà đổi ít ít vậy, chứ không có đâu nhiều. Đời này đổi chừng ít trăm người vậy, phải không? Hay là đổi những người có duyên với mình thôi. Còn ai chưa có duyên thôi khoan ha, để dành đời khác. Mình cứ nghĩ vậy, chứ ít có nghĩ phát tâm độ tất cả chúng sinh, rồi phát tâm cúng dường tất cả chư Phật. Phát tâm mình và Phật đều công đức ngang nhau, nghĩa là muốn được như vậy đó, thì phát tâm đó mới là to, mới là rộng lớn. Phát tâm như vậy đó mới là tâm đại Bồ Đề. Như vậy thì phát tâm đồng với chư Phật, công đức không thể kể. Còn phát tâm mình công đức đếm trên đầu ngón tay, phải không? Như vậy thì chúng ta nên phát tâm lại không? Thì bây giờ đã phát tâm nhỏ rồi, giờ phải phát tâm lớn lên, phải không? Phát tâm Bồ Đề. Như hồi nãy trong cái thí dụ có nói đó, nói rằng cái trong củi khô nó có lửa, và trong củi khô mình kéo nó phát lửa. Thì như vậy trong củi khô có lửa và củi khô nó phát lửa, thì hai cái thứ có lửa ngầm ở trong cây củi và cái lửa phát ra, tuy hai hiện tượng khác nhau, phải không? Cái thì ngầm không thấy, cái thì phát ra thấy, nhưng mà cái thể nó khác không? Nó không khác. Bởi vậy cho nên nhận được mình có cái tánh giác như Phật thì mình phải phát tâm rộng lớn như Phật, nó không có khác, vì mình với Phật không hai. Thôi nghĩ.
hôm nay học tới phẩm Như Lai xuất hiện. Trước khi học phẩm này, tôi nói tổng quát cho biết đại khái về cái quan niệm của cái người học Phật. Vì nói tới Như Lai xuất hiện, tức là nói tới thân Như Lai. Mà thân Như Lai nó có những cái lối nhìn khác nhau. Như cái hàng thanh văn, nhìn ở thân Như Lai là thân nào? Thân Phật có 12 tướng, 80 vẻ đẹp hiện ở thế gian, giáo hóa 49 năm rồi nhập Niết Bàn đó, phải không? Đó là thân Như Lai. Nhưng mà với cái nhìn thân Như Lai về tinh thần Kinh Hoa Nghiêm thì không phải như vậy. Thân Như Lai ở đây là chỉ cho pháp thân vô tướng. Là pháp thân vô tướng, cho nên thân này nó trùm khắp, không có giới hạn, đầy đủ tất cả công đức, không thể nghĩ bàn. Thành như vậy thì hai cái thân, thân kia đối với cái tinh thần của Đại Thừa thì cho đó là ứng thân của Phật. Bởi ứng thân cho nên có sinh rồi có diệt. Còn cái thân này gọi là pháp thân, là pháp thân thì chưa từng sinh, chưa từng diệt. Bởi vì ứng thân thì có tướng, còn pháp thân thì vô tướng. Như vậy thì cái pháp thân vô tướng này không có dùng ngôn ngữ diễn tả được, cũng không có thể dùng cái mắt mà nhìn thấy được. Bởi vậy cho nên ở đây phần nhiều dùng những cái biểu trưng để nói lên cái ý nghĩa về thân Phật nhiều hơn là nói những cái sự thật mà mình từng nghe trong lịch sử. Thì phải hiểu đại khái như vậy thì chúng ta đọc cái đoạn này mới thấy không có lạ. Bằng không hiểu vậy thì thấy sao đây nói cái gì xa lạ với mình quá, không biết được. Bây giờ Đức Thế Tôn từ trong tướng bạch hào giữa chặng mài phóng đại quang minh tên là Như Lai xuất hiện, có vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc. Quang minh đó chiếu khắp mười phương tất cả thế giới tạnh hư không pháp giới, hữu nhiễu bãi vòng hiển hiện Như Lai vô lượng tự tại, giác ngộ vô số chúng Bồ Tát, chấn động tất cả thập phương thế giới, trừ diệt khổ tất cả khổ ác đạo, chói che tất cả cung điện ma, hiển thị tất cả chư Phật Như Lai ngồi tòa Bồ Đề thành đẳng chánh giác, và cùng tất cả đạo tràng chúng hội. Quang minh đó làm những sự như vậy rồi trở lại hữu nhiễu chúng Bồ Tát, nhập vào đảnh đầu của Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát. Như vậy thì ở đây chúng ta không thấy Phật nói câu nào hết, bỗng dưng Ngài phóng quang, phóng cái hào quang tên là Như Lai xuất hiện, rồi có đầy đủ trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ ánh sáng, quang minh là ánh sáng, làm quyến thuộc, tức là nó đi theo cái hào quang đó. Hào quang đó chiếu khắp cả mười phương thế giới, rồi đi nhiễu bảy vòng, hiện vô lượng tự tại giác ngộ của Phật và giác ngộ vô số chúng Bồ Tát, chấn động cả mười phương thế giới, diệt tất cả khổ ác đạo, chói che tất cả cung điện ma vân vân. Rồi cuối cùng cái quanh trở lại nhiễu chúng bảy vòng, cái rồi chui vô đầu của Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức, phải không? Thì nghe vậy quý vị hiểu làm sao? Nghĩa là đây Phật không có nói mà chỉ phóng quang thôi, đi vòng vòng như vậy. Để bởi vì ở đây nói cái công đức của Phật giáo hóa Bồ Tát, cứu khổ chúng sinh, diệt trừ ma quân vân vân, tất cả những cái đó không bằng lời nói, mà cho chúng ta thấy, dùng ánh sáng để cho mình thấy chứ không có nói. Rồi muốn giới thiệu cái người để đứng ra hỏi thì cái hào quang nó chung vô đầu người đó, cái người đó liền bừng sáng đứng ra thưa hỏi đó. Mà cái vị Bồ Tát này tên là Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát,
tức là để vị Bồ Tát tên là Như Lai tánh khởi diệu đức. Thì như vậy cái tên Bồ Tát này là đúng với cái ý nghĩa mà ngài hỏa chuyện ở đây. Thì như vậy để hiểu cái đại ý của đoạn này là Phật muốn cho Bồ Tát biết được cái công đức xuất hiện của chư Phật ở trên thế gian, nhưng mà không bằng ngôn ngữ, để bằng ánh sáng cho tất cả thấy, chứ không dùng ngôn ngữ nói. Bởi vì ngôn ngữ chỉ là nói trong cái đối đãi, mà pháp thân thì nó ngoài cái đối đãi rồi, cho nên không có dùng ngôn ngữ nữa. Lúc đó tất cả đại chúng trong đạo tràng này thanh tâm hớn hở rất hoan hỷ, mà nghĩ rằng rất lạ ít có, nay đây Đức Như Lai phóng đại quang minh, tất sẽ diễn nói thậm thâm đại pháp. Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát ở trên tòa liên hoa y bài phái hữu quỳ gối hữu, chắp tay nhất tâm hướng lên Phật mà nói kệ rằng: chánh giác công đức trí, công đức đại trí hiện, khắp đạt cảnh giới đến biển ngạn, đồng với tam thế chư Như Lai, vì thế nay tôi cung kính lễ. Đó là ngài kính lễ Phật. Phật là người thế nào? Nghĩa là bậc chánh giác công đức rất là to lớn. Rồi ngài đã đến được bờ bên kia, ngài đồng với ba đời chư Phật, vì thế mà tôi kính lễ ngài. Đã lên bờ cảnh giới vô tướng mà hiện thân diệu tướng trang nghiêm, phóng ra ngàn quang minh ly cấu, phá dẹp quân ma đều hết sạch. Ngài đã lên bờ cảnh giới vô tướng. Vô tướng tức là pháp thân đó. Mà từ cái pháp thân nó hiện ra những cái diệu tướng trang nghiêm, phóng hào quang lìa tất cả những sự nhơ nhớp, phá dẹp quân ma. Mười phương bao nhiêu những thế giới đều hay chấn động không có thừa, chưa từng kinh sợ một chúng sanh thành lực đức thiện thể như vậy. Nói rằng cái khả năng của ngài là bao nhiêu thế giới ở mười phương đều làm cho chấn động không có sót, ngài chưa từng kinh sợ một chúng sanh nào hết. Đó là thần lực của Phật. Hư không pháp giới tánh bình đẳng đã được như vậy mà an trụ, tất cả quần sanh vô số lượng đều khiến dứt ác trừ những lỗi. Hư không pháp giới tánh bình đẳng, bởi vì cái pháp thanh nó không có tướng như hư không, nó thanh thang như pháp giới, cho nên nó hư không pháp giới tánh bình đẳng. Đã được như vậy mà an trụ, tức là an trụ pháp thanh, tất cả quần sanh không có thế nào tính hết, đều khiến dứt ác trừ những lỗi lầm cho họ. Khổ hạnh xuyên nhập vô số kiếp, thành tựu tối thượng đạo Bồ Đề, ở các cảnh giới trí vô ngại, cùng tất cả Phật đồng thể tánh. Nghĩa là ngài đã tình tu không biết bao nhiêu là khổ hạnh mới thành tựu được cái đạo vô thượng Bồ Đề này, ở nơi cảnh giới trí vô ngại, cùng với tất cả Phật đồng một thể tánh. Đạo sư phóng quang minh này chấn động mười phương các thế giới, đã hiện vô lượng sức thần thông, rồi lại trở vào nhập thân tôi. Đó là nói rằng cái hào quang Phật phóng ra đi khắp mười phương rồi trở vào thân của ngài. Trong pháp quyết định khé học được, vô lượng Bồ Tát đều đến nhóm, khiến tôi phát khởi lòng vấn pháp, thế nên nay tôi thỉnh pháp vương. Bởi nhập vào thân ngài cho nên khiến cho ngài có cái lòng thích muốn hỏi pháp. Bây giờ xin hỏi Phật: nay chúng hội này đều thanh tịnh khéo độ thoát được các thế gian, trí huệ vô biên không nhiễm trước, những bậc hiền này đều về nhóm. Bây giờ ngài nói trong chúng hội đều là những hạng người thanh tịnh, ngài thoát hết tất cả cái khổ ở thế gian rồi, và được trí huệ không có nhiễm trước nữa, về họp đông đảo. Lợi ích thế gian đến đạo sư trí huệ tinh tấn đều vô lượng, nay đem quang minh chiếu đại chúng, khiến tôi thỉnh hỏi pháp vô thượng. Đây là nói Phật là đến đạo sư làm lợi ích cho chúng sinh, trí huệ ngài tinh tấn đều được vô lượng, nay ngài chiếu cái quang minh này ở trong đại chúng, rồi khiến cho tôi
ló cái tâm muốn hỏi phía pháp vô thượng, ai ở cảnh giới của Như Lai mà hay chân thiệt khai diễn đủ, ai là pháp trưởng tử của Phật Thế Tôn đạo sư xin hiển thị. Bây giờ trong hội chúng này, người nào có khả năng diễn đạt được cái pháp của Phật và người nào xứng đáng là pháp trưởng tử của Phật, vậy xin ngài chỉ bài đi. Thì giờ Phật liền chỉ. Bây giờ Đức Như Lai liền ở trong miệng phóng ra đại quang minh tên là Vô Ngại Vô Quý, có trăm ngàn ức nay a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, tận hư không pháp giới, hữu nhiễu mười vòng, hiển hiện Như Lai các thứ tự tại, khai ngộ vô lượng những chúng Bồ Tát, chấn động tất cả mười phương thế giới, diệt trừ tất cả những khổ ác đạo, chói che tất cả những cung điện ma, hiển thị tất cả chư Phật Như Lai ngồi tòa Bồ Đề thành đẳng chánh giác, và đến tất cả chúng hội đạo tràng. Đại quang minh này làm những sự như vậy rồi, trở lại hữu nhiễu chúng hội Bồ Tát, nhập vào miệng của Phổ Hiền Đại Bồ Tát. Đại quang minh nhập xong, thời thân và tòa sư tử của Phổ Hiền Bồ Tát hơn lúc trước, và hơn thân tòa của chư Bồ Tát gấp trăm lần, chỉ trừ tòa sư tử của Như Lai. Bây giờ hỏi ngài, ngài không trả lời, ngài phóng hào quang ở trong miệng ra, rồi hào quang miệng là đi hiển thị cho ta thấy chư Phật ra đời, rồi giáo hóa, rồi trừ ma vân vân, tức là những cái Phật sự của ngài mình thấy rõ, nhờ hào quang mình thấy rõ, chứ khỏi có nghe ngài nói. Rồi cái là chui vào đầu của ngài Phổ Hiền, chui vào miệng, tức là biết bảo cái người đó nói đó. Thì như vậy thì thấy cái hào quang đó biết rằng người đó sẽ đại diện nói, chứ còn ngài không có thốt được câu nào hết, phải không? Thì như vậy để thấy như hồi nãy nói rằng đây là nói cái pháp thanh của Phật, mà pháp thanh thì không có ngôn ngữ diễn tả được, cho nên trên cái pháp thanh không có ngôn ngữ, do đó mà chỉ thấy ánh sáng thôi. Ánh sáng đó là chúng ta thấy tất cả, chứ phải cần có nghe. Vì nghe thì phải có nghĩ, mà cái thấy thì thấy nó sao thấy vậy, chứ phải có nghĩ. Thì đó là để nói pháp thân là cái chỗ không có nghĩ suy, không có bàn luận, mà chỉ ngay nơi đó mà trực ngộ, trực giác thì được, chứ còn suy nghĩ là không thấy. Thì khi giới thiệu vậy rồi, thì ngài Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát hỏi Phổ Hiền Đại Bồ Tát: Thưa Phật tử, Đức Thế Tôn đã thị hiện thành biến quảng đại, làm cho chúng Bồ Tát đều sanh hoan hỷ, chẳng thể nghĩ bàn, thế gian chẳng biết được đó là thoại tướng gì. Thoại đây là chữ lành, điệp lành á, tức là cái tướng làm gì. Phổ Hiền Bồ Tát nói: Phật tử, khởi xưa tôi thấy chư Như Lai ứng đẳng chánh giác thị hiện thành viễn quảng đại như vậy, liền nói pháp môn Như Lai xuất hiện. Cứ theo tôi suy gẫm, nay Đức Như Lai hiện tướng này, tất sẽ nói pháp môn đó. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát nói lời trên xong, tất cả đại địa thải đều chấn động, xuất sanh vô lượng quang minh vấn pháp. Như vậy thì ngài Phổ Hiền chỉ nói là giới thiệu thấy cái hào quang đó, hiện những tướng đó là muốn nói cái pháp Như Lai xuất hiện. Vừa nói xong nơi đó thì cả thế giới đều rúng động hết. Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát hỏi Phổ Hiền Bồ Tát: Thưa Phật tử, Đại Bồ Tát phải thế nào để biết pháp xuất hiện của chư Phật Như Lai? Xin Phật tử nói cho. Vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng hội Bồ Tát này đều tu tịnh nghiệp đã lâu, niệm huệ thành tựu, đã đến bờ rốt ráo đại trang nghiêm, đủ tất cả hạnh khoai nghi của Phật, chánh niệm chư Phật chưa từng quên mất, lòng đại bi quán sát tất cả chúng sanh, quyết định biết rõ thành thông cảnh giới của chư Đại Bồ Tát, đã được thành lực của chư Phật gia hộ, hay thọ tất cả diệu pháp của Như Lai, đủ vô lượng công đức như vậy, đều đến nhóm họ tại đây,
Phật tử đã tình ở chỗ vô lượng trong ngàn ức na do ta Phật thừa sự cúng dường thành tựu diệu hạnh tối thượng của Bồ Tát, nơi môn Tam Muội được tự tại vào chỗ bí mật của tất cả chư Phật, biết các Phật pháp, dứt những nghi lầm, được thành thông của Phật gia hộ, biết căn khí của chúng sanh tùy theo sở thích của họ mà nói pháp chân thiệt giải thoát, tùy thuận Phật trí diễn nói Phật pháp đến nơi bỉ ngạn, có vô lượng công đức như vậy. Lần thay Phật tử xin nói pháp xuất hiện của Như Lai Đẳng Chánh Giác, những thân tướng, ngôn âm, tâm ý, cảnh giới, hạnh đã làm thành đạo, chuyển pháp luân, nhẫn đến thị hiện nhập đại niết bàn, thấy nghe thân cận được sanh thiện căn. Những sự như vậy xin Phật tử nói cho. Thì ở đây ngài Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức, Bồ Tát Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức hỏi ngài Phổ Hiền, mà trước khi hỏi thì ngài nêu lên những câu hỏi rồi tán thán cái chúng hội, muốn hỏi rằng làm sao mà để chư Bồ Tát biết được cái pháp xuất hiện của chư Phật của Như Lai. Rồi khi mới hỏi câu hỏi đó thì nói rằng trong chúng đây toàn là những người đã được ba nghiệp thanh tịnh, trí huệ đầy đủ, chân dân, để giới thiệu toàn là những người xứng đáng để được nghe cái pháp đó, để xin yêu cầu ngài Phổ Hiền nói cho cái pháp Như Lai xuất hiện. Thì trong cái câu hỏi này đặt ra những cái điều, nói rằng xin nói pháp xuất hiện của Như Lai Đẳng Chánh Giác, những thân tướng nè, ngôn âm nè, tâm ý nè, cảnh giới nè, hạnh đã làm thành đạo, chuyển pháp luân, dẫn đến thị hiện nhập niết bàn. Rồi thấy những người thấy nghe thân cận được sanh những thiện căn gì, những việc như vậy xin ông nói cho nghe. Thì khi mà hỏi đó rồi thì đây mới lặp lại bằng bài kệ. Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức Bồ Tát muốn tuyên rõ nghĩa này, về hướng về Phổ Hiền Bồ Tát nói kể rằng: lành thai vô ngại đại trí huệ, khéo tỏ vô biên cảnh bình đẳng, nguyện nói công hạnh của chư Phật, đại chúng được nghe đều mừng rỡ. Bồ Tát thế nào tùy thuận nhập, chư Phật Như Lai hiện ra đời, cảnh giới thân ngữ ý thế nào, và chỗ thực hành xin đều nói. Thế nào chư Phật thành chánh giác, thế nào Như Lai chuyển pháp luân, thế nào thiện thể nhập niết bàn. Đó là những câu hỏi ngài đặt ra đó. Đại chúng được nghe lòng hoan hỷ, nếu có thấy Phật Đại Pháp Vương thân cận thêm lớn các thiện căn, xin nói những tạng công đức kia chúng sanh thấy rồi được những gì. Và cái câu hỏi thứ tư là: nếu ai gần gũi nghe được Phật pháp thì được cái lợi ích gì, xin ngài nói cho. Nếu ai được nghe tên Như Lai hoặc hiện tại thế hoặc niết bàn, nơi phước tạng kia sanh thâm tín, có những lợi gì xin tuyên nói. Nếu mà người nghe được cái Như Lai xuất hiện này và biết được Phật niết bàn thế nào, nếu mà nơi cái phước tạng đó sẽ được cái gì đó, xin ngài nói cho biết. Chúng Bồ Tát đây đều chắp tay chiêm ngưỡng Như Lai ngài và tôi, cảnh giới biển công đức quảng đại, bực tịnh chúng sanh xin vì nói. Xin dùng nhân duyên và ví dụ diễn nói diệu pháp nghĩa tương ưng, chúng sanh nghe rồi phát đại tâm, hết nghi trí sạch như hư không. Như khóc trong tất cả cõi nước, chư Phật đã hiện thân trang nghiêm, nguyện dùng diệu âm và nhân dụ giải Phật Bồ Đề cũng như kia, mười phương mười muôn những cõi nước, ức na do tha vô lượng kiếp, như nay Bồ Tát chúng tập hợp, nơi kia tất cả đều khó thấy, chư Bồ Tát đây đều cung kính, nơi nghĩa vi diệu xin khác ngưỡng, nguyện dùng tịnh tâm khai diễn đủ pháp quảng đại Như Lai xuất hiện. Kết thúc là xin nói rõ cho cái pháp Như Lai xuất hiện thế nào. Thì như vậy là mới cái phần mở đầu
của cái duyên khởi, nghĩa là gợi ý hay là cho thấy cái lý do để bắt đầu hai vị Bồ Tát bàn luận với nhau, yêu cầu giải thích rõ ràng về cái chỗ xuất hiện của Như Lai từ ban đầu cho tới nhập Niết Bàn, rồi sau này ai gần gũi Ngài thì sẽ có công đức gì vân vân. Đó là cái yêu cầu giải thích về cái phẩm Như Lai xuất hiện này. Đọc tiếp. Đây nói về 10 cái việc của Như Lai xuất hiện cho mình biết. Đây là phần viết. Phổ Hiền Đại Bồ Tát bảo Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát và đại chúng chư Bồ Tát: chư Phật tử, chỗ này chẳng thể nghĩ bàn, nghĩa là Đức Như Lai đẳng chánh giác do vô lượng pháp mà được xuất hiện. Vì chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự Như Lai xuất hiện được thành tựu, mà do 10 vô lượng trăm ngàn vô số sự mới được thành tựu. Những gì là 10? Cái câu này nghe nó khó hiểu. 10 vô lượng trăm ngàn vô số sự. Vô lượng trăm ngàn là vô số, nhưng mà có số 10. Thành ra nghe nó khó, nhưng mà sự thật cái đây á, như hôm rồi có giải thích, số 10 là cái số đầy đủ nhất, viên mãn nhất, vì thập phương hư không, phải không? Hư không thì có 10 phương, mà nói 10 tức là trùm tất cả. Thì trong cái trùm tất cả đó, đó nó có nhiều vô kể, không thể kể hết. À, như đây nói về 10 cái đại cương cho chúng ta biết. Một là quá do quá khứ vô lượng Bồ Đề Tâm nhiếp thọ tất cả chúng sinh làm thành. À, cái thứ nhất là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm thì vô lượng chứ không phải là một. Hai là do quá khứ vô lượng chí nguyện thanh tịnh thù thắng làm thành, là chí nguyện. À, ở trên hết là Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm cầu giác ngộ, thấy không? Kế đó là chí nguyện thanh tịnh. Chứ nếu có phát tâm Bồ Đề mà không chí nguyện cũng không được. Rồi cái thứ ba là do quá khứ vô lượng đại từ đại bi, tức là từ bi cứu hộ tất cả chúng sanh mà làm thành, đó là từ bi. Cái thứ mấy? Thứ ba. Thứ tư. Bốn là do quá khứ vô lượng hạnh nguyện tương tục làm thành, nghĩa là thứ tư là hạnh nguyện. Năm là do quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm không nhàm đủ làm thành, là phước trí, đó là thứ năm. Sáu là do quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh làm thành, cúng dường. Bảy là do quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện thanh tịnh đạo làm thành, là trí huệ. Tám là do quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức tạng làm thành, tức là công đức. Chín là do quá khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí làm thành, tức là trang nghiêm. Mười là do quá khứ vô lượng thông đạt pháp nghĩa làm thành, tức là thông suốt pháp. Thì như vậy vô lượng a tăng kỳ pháp môn viên mãn, như vậy làm thành Như Lai. Như vậy thì có 10 cái viên mãn này mà thành Phật. Thì giờ chúng ta muốn thành Phật phải có đủ 10 cái này, phải không? 10 cái này, cái số 1 là Bồ Đề Tâm nè, thì cái đó chắc ai phát tâm tu cũng có rồi. Thứ hai là chí nguyện nè, thứ ba là từ bi nè, thứ tư là hạnh nguyện nè, thứ năm là phước trí nè, thứ sáu là cúng dường nè, thứ bảy là trí huệ, thứ tám là công đức tạng nè, tức là tạng công đức, kho công đức, thứ chín là trang nghiêm đạo nè, thứ mười là thông suốt pháp nè. Đó, 10 cái đó có đủ thì mới thành tựu. Chứ còn nếu mình có phát tâm Bồ Đề nè, có chí nguyện nè, có lòng đại bi, có hạnh nguyện lớn mà có cái phước trí đầy đủ, nhưng mà thiếu cúng dường cũng không được, thiếu trí huệ cũng không được, thiếu công đức tạng cũng không được, thiếu trang nghiêm đạo cũng không được. Bởi vậy cho nên nghĩa là phải có đủ cả 10 cái này thì mới có thể đi tới thành Phật. Bây giờ ngồi kiểm lại cho mỗi người có đủ được mấy cái.
chừng mấy cái. Pháp Bồ Đề Tâm có chưa? Chí nguyện thanh tịnh có chưa? Tu là phải nguyện thành Phật mới thôi. Nguyện tu phải nguyện tới thành Phật mới thôi. Đó là chí nguyện. Rồi đại từ bi có chưa? Tiểu từ bi phải không? Có tiểu từ bi chứ chưa có đại từ bi. Rồi hạnh nguyện có chưa? Có khi có hạnh mà không có nguyện, có khi có nguyện không có hạnh. Nguyện thì nguyện ôm sợ mà làm không được. Phải không? Thì có nguyện mà không có hạnh đó. Rồi tu các cái phước trí chưa? Phước và trí hai đó đều tu. Rồi cúng dường, rồi trí huệ, rồi tới công đức tạng, kho công đức, rồi tới trang nghiêm đạo, rồi tới thông đạo pháp, rồi tới vậy cả 10 cái đó mà kiểu lại nơi mình thì thấy thiếu chắc khá nhiều, phải không? Mà cái nhân thành Phật mình thiếu á, thì cái quả thành Phật đủ được không? Bởi vậy nên tu thì phải ráng biết cái này, Phật có đủ mấy cái nhân này mới đi tới cái chỗ thành Phật. Vì vậy mà chúng ta phải biết rõ. Vô lượng A Tăng kỳ pháp môn viên mãn như vậy làm thành Như Lai đó. Mà mỗi cái đâu phải ít. Thí dụ như nói 10 cái mà giờ nó kho công đức tạng là chừng nhiêu? Nó quá nhiều, cho nên mới nói rằng 10 cái vô lượng trăm ngàn vô lượng trăm ngàn vô số sự 10 cái, nhưng mà cái nào cũng là vô lượng hết á. Trăm ngàn liệt chứ không phải một. Đó là nói cho tổng quát rồi. Bây giờ mới nói 10 cái khác. Chư Phật tử ví như đại thiên thế giới này chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô lượng sự mới được thành. Những là nổi văn mây lớn, tuôn xối mưa lớn, bốn thứ phong luân nối tiếp làm sở y. Gì là bốn thứ? Một tên là năng trì vì hay trì đại thủy. Hai tên là năng tiêu vì hay tiêu đại thủy. Ba tên là kiến lập vì kiến lập tất cả xứ sở. Bốn tên là trang nghiêm vì trang nghiêm phân bố đều thiện xảo. Như trên đây đều do cộng nghiệp với chúng sinh và thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, làm cho tất cả chúng sanh trong đó đều tùy sở nghi mà được thọ dụng. Thì như vậy đây là nói cái thế giới nó thành thì do mấy cái xứ này, thì đó tùy theo cái nghiệp của Bồ Tát và chúng sinh mà được hưởng trong cái đó, trong cái cảnh đó. Vô lượng nhân duyên như vậy mới thành đại thiên thế giới. Pháp tánh như vậy không có sanh giả, không có tác giả, không có tri giả, không có thành giả, nhưng đại thiên thế giới vẫn được thành tựu. Mấy cái ý này rất là thâm trầm, bởi vì đây là nói thẳng tất cả cái thế giới mà có ra đó, nó không có người nào tạo cái pháp tánh, nó không có sanh giả, tức là không có người tạo đó, không có tác giả, cũng không có người làm ra, không có tri giả, tức là cũng không có người biết, không có thành giả, tức là không có người làm thành, mà đại thiên thế giới vẫn thành. Mà vẫn thành là do cái gì? Do cái nghiệp của chúng sinh rồi khiến có những cái phong luân nó thổi, nó dồn lại như vậy, rồi nó duy trì như vậy mà thành thế giới. Chứ không có một con người nào hay là một nhân vật nào đứng ra để lập cái thế giới đó hết. Như vậy thì mình mới thấy cái tinh thần ở đây nó rõ ràng, để cho mình biết rằng cái thế giới thành lập không phải bởi một ai hết. Mà lâu nay mình hay cứ nói ông tổ quá, hoặc là nói thượng đế nói này nói nọ đó, là tại vì mình tưởng tượng, phải không? Không biết tại sao có an bài mà dễ chịu quá. Có mưa nè, có nắng nè, có gió nè, rồi có đủ thứ chuyện hết. Thành ra mình có phương tiện sống thì chắc có ai an bài cho mình. Mà không ngờ chính là do nghiệp của mình mà nó thành ra, chứ không ai hết. Do nghiệp rồi các cái đó nó thành, chứ không có cái người tạo.